Ok bà con, bữa nay xuống vườn của anh Long này cũng có một đoạn video mình quay trước rồi. Bây giờ mình sẽ qua cầu ha. Cũng review cho bà con chúng ta xem cái vườn của anh Long bắt đầu làm bông làm trái là 16 tháng rồi xong. Không sao. Cái cây này nó không sao, không sao. Chứ coi camera. Alo. Nghe nè. Gì vậy? Chia vậy, đang ở ngoài vườn làm chuyện chút cành, cái cành này bấm đi, thấy không? Giữ để con lá nhà điện lên cho, tại làm chuyện đây nè, có ăn ghé vườn chơi dọn cho nó có nắng nó rọi vô. Nó cũng may mắn là ở trên này nó có được ánh nắng nó rọi xuống. Thôi đúng rồi, mình có góp ý thì cái này nó cũng có cái cần phải sửa ha. Chứ không mà không có cắt đọt, không có đồ, cái vườn nó bị ôm tùm á. Thì bà con chúng ta ở ngoài nhìn không thấy đâu. Này, vô bên trong nè. Nó nhờ cái là cái hướng nắng nè, cái hướng nắng này nó ở trên nó trống, nó rọi xuống thẳng vô đây là nó đẩy được cái mầm bông ra. Dạ. Này là một nhờ trời á. Như vậy nhiều khi bà con coi video vậy thôi, năm sau tao lỡ tao làm bông tao không cần phải phun thuốc thì tao cắt đọt thôi. cái này nói là cũng vui cho bà con thôi, chứ còn cái trường hợp mà nó mưa xuống nhiều quá là cái hàm lượng nitơ nó cao, đạm nó cao. Dạ. Thì nó cứ ức chế sinh trưởng, bắt buộc là mình phải phun thuốc tạo mầm để nó có lăng và kali. Bây giờ bà con chúng ta nhìn em đứng ra em ní cho bà con chúng ta coi, chừng tháng nữa thôi là Long sẽ nhìn xuống trái. Chạy trái, dùng cái từ chạy trái thì Long rồi là xuống à? Chứ nghe từ xuống đất ứng quá. Đi nữa nha bà con, xuống đất ha. Đây nè, trái này cuốn cũng dài nè. Đây bà con, mẫu trái đẹp không? Trời ơi, đã mẫu trái này. Này nung dinh dưỡng vô thì ok luôn. Mai mốt cái này kê vô nha. Chờ mình muốn tiễn á, mình đây muốn ta cái chai nước suối. Đó chai nước suối hàng miếng xốp. Đây còn mấy cái này thì giờ đã có rồi thì mình dọn đi. Cho mấy em đi ha. Cho mấy em đi cho nó trống lại. Sâu rầy á là đừng có sợ, em để em sợ sâu rầy nó ăn này nọ, sâu rầy hay không là do mình quản lý. Dạ. Chứ không phải là mình để nó nhiều rồi nó càng nhiều nó càng tùm nữa. Thì mình cứ cho mấy em nó đi nha. Hát bài tiễn đưa giữ là được rồi. Thì cái cây tơ của chúng ta là nó sẽ ưu tiên là ở những cái nó ra những cái nhánh mà nằm ở trong đây là bông là nhiều. Dạ. Thường bông là nhiều. Tại vì nó già cái cây. Với cái quy trình cái quy cách của Willow Farm nha. Rồi cây 16 tháng 17 18 tháng á. Còn đối với anh em nào phun bạc lo á thì ở trong này nó sẽ là một cục thù lù và chỉ lấy được cái trái là trái quên hoài này nó đỡ. Nếu nó ra trái là lấy qua đây nó đỡ trái hơn. Yeah. Nó dài cái trái hơn. Nó dài trái này nặng ký thì điều đương nhiên biết mà phải không? Có coi video clip là trái tròn với trái dài chưa? Có. Nói chung là anh em làm nhiều thì chúng ta phải có kinh nghiệm thôi. Từ từ, chứ năm đầu làm vậy là xuất sắc rồi. Phun chắc cũng 6-7 lần thuốc cho mưa ra phun ra phun không? Dạ, phun nhiều. Mưa cơ cử đó, ngày cử anh xuống nên thấy ngày đợt đó mưa nhiều lắm. Bữa xuống nó muốn rung mất mà. Được ha, tiễn chạy mũ ha, nghi. Đây qua bên này nữa nè bà con. Lúc đầu á mà cũng có quay vài cái video lên đó, nhiều anh em nói là phướng nha, thấy dài phướng trời, kiểu phướng không. Nhưng mà bà con chúng ta á, là canh á, cái phướng là cái nào, đa số là cái phướng là cái cọng nó xanh đậm và nó nhỏ, đúng không? Dạ. Ừ, thì cái còn cái nào á mà nó còn cái màu của nó là màu nó kiểu như là nó lợt hơn, cái màu như vậy này, màu nó lợt hơn, như màu như cái đầu đây này, thấy không, nó lợt hơn này ha, là nó là trái. Còn ví dụ như mình tiễn trong cái quá trình làm bông mình thấy như vậy này nó đang mà so kỹ với nhau vậy thì mình bỏ đi, mấy thằng tâm này bỏ đi, tại mấy ông lớn ông hút mấy thằng kia là nó không có thể nào mà lớn được hết. Mình cứ tiễn từ từ chứ không phải là cần bông nhiều đâu, bông nhiều không tốt đâu nha, bông nhiều là nó hút hết á, dinh dưỡng á, cạnh tranh ha. Nó cạnh tranh được chưa anh Nghi, vậy là cây bông này là ổn chưa? Anh thấy ổn nha. Quay sát lên cho bà con chúng ta coi từng bông từng độ. Bây giờ là quản lý sơ đen chưa hả Long? Dạ em quản lý lúc nó có cái búp rồi em đã quản lý rồi. Nói với bà con luôn với lại anh em với Long luôn là chúng ta sẽ nhớ vậy này. Không phải là chúng ta là 7 ngày chúng ta phun một lần mà chúng ta canh vào cái thời tiết mưa nha. Dạ. Là mình có thể ra mình rửa nha. Mình ra mình rửa. Ví dụ như nó mưa như vậy, nó mưa liên tục á, mình ra mình rửa 3-4 ngày có thể mặc áo mưa vô mình phun trực tiếp ở trong này luôn.
Còn giờ mình tiễn lần lần mấy cái nào mà ốm dài và mình thấy bông mình đã có rồi thì mình tiễn mình bỏ đi, đừng có để nó nhiều quá, đừng có sợ tâm lý à nó còn nó bị lớn, nó bị sâu hay là cái này cái kia mình còn cái khác không, mình bỏ cho nó trống ra mình quản lý sâu. Cái quan trọng của mình là quản lý đây, nào đâu xuống trái này, đây nè, cắt luôn là xuống trái này đây bà con. À, chạy trái luôn nè, chạy trái, à, chạy trái. Lông nhưng thôi cắt luôn đi, để trên dưới này, ở dưới này nó có nhiều rồi, để nó lọt nắng ở dưới này. Qua bên này thì nó ôm tùm ha. Bây giờ cái này là dọn là ngon rồi bà con. Thôi mấy cái này là tiễn giùm em nó ha, tại vì trong này là mình cũng thấy đã có bông rồi. Bông này bà con thấy không, bên này cũng bông này, này chúng ta thấy bông này, nó có giá mít, có giá là thái bông này, à. Bông này qua này này, anh cầm cái camera anh quay cho, đây này bà con, phía này này bà con chúng ta thấy này, xuống bông liền ha. Rồi bây giờ mấy cái này thì mình có rồi thì mình cứ mình dọn đi, mạnh đi lông không sao hết. Ừ. Êm không? Bông dài nè, cái bông nó chảy đá nè. Ừ. Mấy cây bự bự gì để bốn trái nữa không à? Nổi với trời ơi bông này. Cây này để năm trái được hả? Bông này. Đây mình cắt ra cho bà con chúng ta thấy thoáng ha. Em cứ để xa ra được thấy đây được hành trái ha. Dạ. Thì ở đây có trái em vẫn để đây được nè. Dạ. Thì em để dưới đây được. Nói chung là để phân cho nó đều quá. Cái ước mơ của mình, ước mơ vậy á, nhưng mà như cái tụi tôi có cái cây nó làm bông làm một chùm một chỗ á. Dạ. Nó theo hướng nắng mà. Cái này nó theo hướng nắng nè, nó lọt theo hướng nắng nè. Cái cuốn bông này dài không? Đó, dài thòn lòn, hồi bữa nó dài, nó cái này có ra coi không Long, cái chỗ này này, cây này này. Sao anh? Nó có dài không? Thấy nó dài không? Đó, cái bông này bữa nó dài thòn lòn mà nó ốm nhơm, nó cái bông có trái đó anh. Ừ. Bây giờ là thúc ra là nó dài giống như thằng này nè, nó ngắn hơn này chút. Ờ, ngắn hơn đây chút ha. Ừ. Đó, đây cái nó sừng lại, cái nó ú, nó mập cái cuốn ra. À, nó hó gỗ cái cuốn ra. Toàn bộ qua kia anh để trong xe anh rửa cái gì? Bộ mít nữa. À, không có đêm. Đây. À, đây dọn bớt cho ông để sùm rầu mà để chi nữa. À, anh Diễn, hả? Anh ra anh chỉ em tiễn mấy trái mít thái rồi sao em dòm nó. Trái nào em thấy cũng xấu hết trơn. Trái nào cũng xấu hết trơn. Hết luôn. Bứng cây luôn. Bứng cây luôn. Cây này cũng đủ bông rồi Lâm. Dạ. Tiễn từ từ. Đủ rồi. Dư. Cây đó em để dần 4 trái thôi. Tại anh nói nghe một chùm là mít thái là ôm mít chuồng đỏ là nó ra sẽ ba đáy đó. Dạ. Trong ba đáy đó thì em tuyển lại một hoặc hai đáy, thường thường là một thôi. Như cây chú Hồng cũng để hai đáy giờ không thấy rồi. Cây này quý vị anh chị các bạn, cây này chưa tiễn nè, bây giờ mình bắt đầu mình tiễn, mình loại bỏ những cái không có mong muốn của mình. Rồi cái này đó nhỏ nè, à, nhỏ quá nè. Nhỏ quá nè, dọn cho nó trống ra. Đây, giữ lại để nó khỏi tùm mấy cái chỗ này. Chắc cái kiểu này là chờ anh chờ chạy trái hết rồi mới an toàn phải không? Nông dân mình cũng vậy, bản thân mình cũng vậy mà hồi xưa cái vườn của anh cũng vậy. Rồi sau này anh làm 1 năm 2 năm rồi rút kinh nghiệm, anh cứ anh tiễn từ từ. Anh tiễn xong rồi bắt đầu những cái mầm này nó lọt ra nữa. Yeah. Nó lọt ra nữa thì tự nhiên cái tháng sau mới có thêm cổ bán nữa. Cái kiểu vậy đó. Cái cây này cắt đọt cái gì nó xà mấy nhánh này ra. Ừ. Nhờ cắt cái đọt nó xà cái nhánh ra phải không? Hồi xưa cái đọt này nó cũng dính lên nữa này phải không? Dạ đúng đó, rồi. Trời giờ nó ra nè. Ok. Đi qua vườn mít thái coi. À, ra ha. Rút cái kinh nghiệm từ cái vườn không, em có cái kinh nghiệm nào em chia sẻ là em có cái kinh nghiệm nào trong cái vườn của em khi em xử lý làm bông? Nói chung là mớ đầu tiên mình chuẩn bị làm bông mà lên thuốc đó, mình nên cắt đọt trước. Thấy là ok đó. Cắt đọt là cây mình một là nó sẽ sừng là bớt một miếng nữa. Mình xịt thuốc nó nhanh già lá hơn. Cái đó là theo em kinh nghiệm em làm đầu tiên á. Cái mùa đầu tiên tới bây giờ em mới biết, em mới rút kinh nghiệm được. Chứ mới đầu vừa đưa vô đâu biết, kiểu như cây mình có đọt là kiểu như là nó phát triển mới mạnh, chứ mình cắt đọt mình sợ nó sừng rồi nó không ra trái này kia, lúc đó mình cũng lăng tăng ở vô đó mình đâu biết. Tới khi mà làm rồi á, mình đã cắt đọt được mình mới biết được. Cắt đọt là xịt thuốc nó sẽ nhanh giả lá này hơn nè. Cây mình nó nhanh hấp thụ hơn. Dạ, với một phần nữa là cắt ngang cái đọt là cây mình nó sừng là miếng. Nó sốc luôn á. Dạ. Có nghĩa là mình sẽ giải thích thêm cho một xíu cho nó có từ khoa học để anh giải thích cho bà con chúng ta nắm á. Thì lúc cái cây của em á mà hầu chưa cắt đọt lên trên nó đỏ lét đỏ lười vậy nữa. Đúng rồi. Cái con nghĩa là đỏ thân á, đỏ cái cành á. Nó chưa có già. Nó chưa có già. Nó gỗ.
lúc mà thuốc mình đưa lên á là trong này có lăng với kali với hóc môn thôi, là mục đích là để làm già cây thôi. Dạ. Nhưng mà khi đưa thuốc vô nó già cái đầu đọt trước, nó chưa phân tán được cái dinh dưỡng xuống dưới này, chưa phân tán được. Dạ. Thế nên á là bây giờ mình cắt được cái đọt đó thì để nó khỏi hút lên, mình sẽ dồn tất cả mọi thứ dưới đây và cái lượng thuốc mình sẽ phun gần như là nó cũng tiết kiệm 1/3 chứ. Dạ đúng rồi. Cái bữa lúc mà chưa cắt đó em xịt đâu gần 400 lít nước. Ừ. Mà cắt rồi cũng xịt được cỡ 300 mà. À, 300 mà. Dạ. Đi công nó cũng khỏe hơn. Là với là xịt kỹ luôn nha. À. Rồi. Đi nó xịt nó nhanh hơn nữa. Nhanh hơn. Đi cái lúc kia là mình phải đứng lại từng cây mình xịt đi tuốt trên đọt mới tới. Cái này là đi ngang là quơ ngang là nó tới ngang rồi, tại cái cành cũng hơi dài. À. Nhưng mà cái cách của em sau này em cắt đọt xong lại gọi mà dùng cái từ là tắm toàn cây luôn đúng không? Tắm nó ướt luôn chứ nữa. Dạ. Ừ. Rồi chúng ta đi qua cái cầu này mọi người. Nè anh cũng đây cái bông này dài không? Dài cái này. Trái đẹp không? Này quý vị. Rồi một gang tay nè Lâm. Dạ. Gang tay nè bà con. Trái là đẹp nè. Trái có trái đầu tiên bữa đó em cắt thử nè. Ừ. Đây nè. À bữa có trái đầu tiên cắt thử có sơ đen không? Dạ không. Không ha. Cái màu trái này là không có sơ đen rồi, trời ơi có bông này. Trời ơi. Bây giờ cái này nó cũng ra bông luôn nè, cái này cũng bông nè, mà nó nhiều quá Long ơi. Không, nên giữ không nữa. Nên giữ ha. Nên giữ bị nhiều rồi giờ nuôi cho được. Có nhiều lắm. Hai cái tay này nó còn tiếng nữa hen, thôi giờ nó còn nhiều từ từ đó để cho ra lá sau. Đây mọi người chúng ta lấy này, dọn bớt nha. Bây giờ dọn cho nó trống. Đây. Cái mấy cái ngạnh này á mình bấm mình bỏ luôn mấy cái giấy á, bỏ luôn rồi. Nó xuống nó đen. Anh Nghi quay thấy không? Phải thấy cái trái mít mà để găng tay không? Thấy không anh Nghi? Một găng tay luôn á. Cái này cũng vậy nè. Thấy không? Cái này nó cũng vậy nè. Nhưng mà chắc cái này cắt cái lòng. Cái trái dưới này cắt này. Yeah. Để cái trái nó này thòng xuống. Mà cái này này đang ngại ngùng cái chỗ này nè. Là cái trái này sợ nó đụng chỗ đây nè. Nó làm sao mà sửa được đó không? Em kéo cái dây đưa nó ra. Kéo cái dây móc ở trên kia nè. Đưa nó ra nó nằm vô đây. Miếng ha. Rồi cho nó lọt xuống. Dạ. Dễ mà. Thiến cái nhánh kia đó. Thiến cái nhánh kia có bọng mà không dám thiến không. Đây chúng ta qua cái cầu đây phải không? Dạ. Đây bà con, ở ngoài không thấy bông á, dạch vô rồi chúng ta thấy bông nè. Không mà làm theo cái phương pháp của Willow Farm á là đầu tiên á là cũng sợ thấy, có nghĩa là nó không có thù lù đúng không? Dạ. Ừ, nó không có mập mày một cái cục đứng im. Nếu mình tưởng nó kiểu như là bông phướng. Mình cũng sợ chứ. Cuối cùng á là khi mình đi cái mục đích của chúng ta quan tâm nhất á là lăng và kali khi em phun. Thì em phun vô là em phun rà gần như là em tắm ướt toàn cây. Dạ đúng rồi, em phun cái mặt ngoài mặt trong ướt hết. Ừ. Luôn. Hầu ở đó phun có đỏ lá không? Chứ có chứ. Ừ. Mới cái cử đầu hay tiên phun một cái nó đỏ nó rụng tè lè. Dạ. Thì hôm bữa anh cũng có nói mà nếu như mà không có đỏ lá là thuốc giả đó. Dạ. Đó thiệt luôn á, không có đỏ lá nước lạnh không á. Nó phải đỏ lá là nó báo cái tín hiệu, có nghĩa là khi mình phun vậy á là cái lá bắt buộc cái lá nó phải già, thì cái lá già ở trong nó già. Phun trúng lá già ra trong nó già, để mà cái lá non mình phun hoài lá non cho nó già luôn mà nó phải già. Và nó cái hũ thằng bông mình một kali giống hay sao em pha cái em gờ tới lạnh à. lăng và kali lăng lạnh chạy ra nó nền lăng lạnh, thả để cái tay vô nó lạnh mà lạnh. Nó tan cũng cực kỳ nhanh. Dạ tan. Ừ. Nhanh mà tại em quậy có trúng nhiều đó em. Ừ. lạnh đi gan là kiểu như ơi như mình ngâm nước đá phải không. Ừ. Ok, nó là một cái dạng mà lăng lạnh mà để tạo cho cái cây chúng ta nó có cái sốc, nó không có nóng cái cây, nó sốc cái nhiệt và tạo cái độ lá. Rồi, trên này nó là bông luôn nè. Trên này bông, hôm bữa có mấy cây anh cũng thấy bên kia nó lên trên đọt luôn. Trên đó em. Ừ. Bắt cái ghế lên mấy cái cao đấy không mấy em tới. Cái tạo giếng trời nó cũng có một cái lợi của mình đó là thứ nhất về gió, về thuốc, về này nọ, nhưng mà nó cũng cung cấp được cái năng lượng, cái nắng vô. Cái thứ hai nó đỡ sơ đen hơn. Tại vì nắng nó rọi trực tiếp. Mà em cũng để ý rằng là em cũng để ý ha, bông là đa số nó mọc ở trên cái cành của chúng ta là mọc theo cái hướng trên. Nó xỉa lên không à, thấy không? Có hy hữu có một bông hai. Ừ, có một hai bông nó nằm dưới đây đó. Ừ. Là hy hữu thôi, cũng khó chuyện đó, khó xảy ra lắm, nó cũng giống như trúng số đặc biệt vậy đó. Yeah. Quả sao thấy đây rồi mình qua để nhận đi té chết. Ừ vậy thôi bà con, cũng cảm ơn bà con rất là nhiều. Để bà con chúng ta coi lại anh Mr. Nghi anh quay cho bà con chúng ta xem chút xíu rồi mình chào bà con nha, để qua cầu lửa nó té cái qua cầu gió bay. Thì bây giờ chúng ta tiễn lựa là được rồi đó mọi người. Thực ra nên tiêu chí của mình á là mình cũng không cần nhiều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bông. Đây là chúng ta đang nhìn thấy là 8 bông mình ưu tiên, còn những cái chồi mình nó lọt rau lên quá mình lông cũng không cần giữ nhiều. Yeah. Tại mấy cái này em có thể bấm thì nó già cây rồi nó ra mầm thêm nữa thì có thể lấy là tháng sau. Ok. Ok, rồi bye bye bà con.